Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley vẫn gửi hàng đến tận nhà cho quý vị buôn bán bình thường mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3:00 trên cả ba băng tần của VNTV cũng như là trên hệ thống YouTube live streaming là Miley Diamond Show. Miley dính liền nhau rồi chữ Diamond Show, và mời quý vị tìm hiểu thêm. Và tất cả những vị khách nào mua hàng từ đây cho đến ngày 23 tháng 6 thì quý vị sẽ có cơ hội để trúng được quà, tại vì đó là ngày Father's Day. Và trong tuần lễ Father's Day thì tiệm vàng Miley tiếp tục bốc thăm để tặng quà cho quý vị, cho nên quý vị cần mua sắm ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội để trúng quà thật là lớn của tiệm vàng Miley. Mời quý vị ủng hộ, số phone là 714-653-5207, 714-653-5207 hoặc 714-622-9573. Và tiếp đến nữa, Mỹ Linh xin giới thiệu đến cho quý khán giả Odyssey Insurance. Odyssey Insurance cùng với anh Richard Thủy Ngô phục vụ cho quý vị đầy đủ tất cả các loại bảo hiểm, nhà, xe, thương mại cũng như là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hậu sự, và có luôn dịch vụ DMV để phục vụ cho quý vị. Số phone là 714-839-1498, 714-839-1498. Dạ, và tiếp đến nữa, mời quý vị ủng hộ cho Sun Power by Eco Solar. Sun Power by Eco Solar giúp cho quý vị có một cái hệ thống solar cho gia đình của mình rất là tốt, tiết kiệm được tiền, tiết kiệm điện năng lại tốt cho môi trường, và đặc biệt là quý vị sẽ nhận được những chương trình promotion hấp dẫn lắm luôn, của không những của Sun Power by Eco Solar gửi đến cho quý vị, một của chính phủ gửi đến cho quý vị nữa, vô cùng tốt luôn. Mời quý vị nhớ tìm hiểu thêm chi tiết ở số 714-265-9077, 714-265-9077. Chân thành cảm tạ quý vị. Và tiếp đến vẫn là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với là nhà văn Chu Tất Tiến. Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi vào phần tin, ông xin nhắc một điều để tiếp theo lời cô Mỹ Linh về vấn đề solar đó. Trước đây chúng tôi có biết là có cái nghị định, quyết định là tới năm 2030 tất cả các nhà mới xây trên toàn nước Mỹ đều phải gắn solar. Tới năm 2030 nhiều nhà mới xây đều phải gắn hết, còn nhà cũ thì sẽ từ từ sẽ ấy theo. Tới năm 2030, vâng, thưa quý vị. Dạ. Thế nên bây giờ quý vị mua trước bây giờ là lợi. Quý vị mua ngay từ bây giờ là rất là quý vị, lợi rất là nhiều, thưa quý vị. Bây giờ sang phần tin của Brazil, chúng tôi sẽ mời quý vị sang cái miền đất mà kêu là lớn nhất của Nam Mỹ, là cái nước Brazil, là cái nước lớn nhất Nam Mỹ. Nhưng mà mới đây thì các bộ trưởng y tế này, ông đã từ chức, mới nhận chức được có một tháng, ông đã từ chức ngay. Mà trước đó thì một ông khác đã bị sa thải. Thì vì không bất đồng ý kiến với Tổng thống Brazil về vấn đề điều trị virus, hai ông này đều có một cái quan điểm khác ngược với lại Tổng thống Brazil, Tổng thống Bolsonaro, bởi vì họ chủ trương là phải ngăn cách xã hội, phải giảm sự tiếp xúc xã hội để cho có thể tránh cái lây bệnh, bởi vì Brazil đã có 13.000 người chết vì COVID, 13.000 người chết COVID. Và con số này có thể cao hơn bởi vì cái chế độ này cũng có một cái chính sách độc tài đó, có nhiều khi ở dấu giếm. Nhưng mà cái nước Brazil là cái nước mà ảnh hưởng nặng nề nhất trong COVID hiện nay. Và là nước trên thứ 6 trên thế giới, thứ 5, thứ 6 trên thế giới về số người nhiễm bệnh. Do đó hai ông bộ trưởng này, một ông thì bị sa thải, một ông thì từ chức, mới là nhận được có một tháng từ chức vì không có chịu nổi áp lực của Tổng thống. Tổng thống thì ông cứ nói là, ông nói một câu như thế này, chúng ta phải can đảm đối diện với virus. Nhiều người đang chết, đúng là như vậy, tôi rất tiếc. Nhưng mà nhiều người sẽ chết hơn nữa nếu nền kinh tế tiếp tục bị ngăn chặn. Đó là cái quyết định là không biết như thế nào, thưa quý vị. Như vậy, một quyết định như vậy rất là nguy hiểm. Mà đằng này là ông còn đứng ra là ông ủng hộ ngược lại cho những người mà đang biểu tình để đòi mở cửa lại. Chứ không phải là phạt những người biểu tình mà là ủng hộ cho họ đi ra. Có nhiều khi là ông còn đi ra biểu tình chung nữa đó. Cho nên vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị. Thật ra mình không nên làm như vậy. Đáng lẽ khuyến khích người dân nên bình tĩnh ở nhà và đi theo những cái guideline của tổ chức y tế thì tốt hơn. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là quay lại trở lại New York của chúng ta. Và New York sẽ cho phép những buổi lễ tưởng niệm Memorial Day nhỏ được tổ chức. Thưa quý vị, buổi lễ Memorial Day sẽ là vào ngày thứ hai, ngày 25 tháng 5 tới. Ở năm nào thì chúng ta cũng có những buổi lễ Memorial Day với lại rất là đông người để chúng ta tưởng nhớ đến những chiến sĩ trận vong. Tuy nhiên thì năm nay, đặc biệt là ngay tại New York, thì tình hình COVID-19 vẫn còn vô cùng phức tạp. Cho nên là ông thống đốc của tiểu bang, đó là ông Cuomo, đã quyết định cho New York vẫn có thể tổ chức những buổi lễ Memorial Day với điều kiện là chỉ dưới 10 người thôi.
Dạ, như vậy thì cũng rất là nhỏ, nhưng mà ông khuyến khích là những cái tổ chức nào mà có tổ chức lễ thì nên có thể broadcast, tức là có những đài truyền hình địa phương, rồi xong hoặc là có những cái live streaming để cho mọi người có thể coi và cùng tham dự được. Dạ, ông khuyến khích điều đó hơn và chỉ tổ chức những buổi lễ nào dưới 10 người mà thôi, và cũng như có thể tổ chức diễn hành bằng các đoàn xe. Dạ, cái đó thì được khuyến khích hơn, diễn hành bằng các đoàn xe để cho mọi người có thể cùng tưởng nhớ đến ngày Memorial Day. Và New York là một trong những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, và New York cũng đang mở cửa bắt đầu lại từng phần nhỏ. Nó chỉ mới ở phase 1 thôi, và chưa có đến được phase 2 nữa, đang mở cửa từng phần. Và các trường học, các trường hợp coronavirus ở các bệnh viện đã cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu tốt hơn, rồi cũng như là việc mở cửa các doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp cũng đã bắt đầu mở cửa dần dần. Tuy nhiên ở đây New York vẫn còn rất là nặng nề, cho nên là nó vẫn phải gọi là ở trong tình trạng là lockdown, chưa có thể nào mà mở cửa một cách tốt hơn, rộng rãi hơn cho mọi người được, chỉ từng phần nhỏ nhỏ thôi thưa quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo cái phần về vấn đề về Team Ultra check đó, thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày trong phần đầu. Thì bây giờ có một tin vui cho cái vùng vịnh thôi. San Francisco là Tổng thống Donald Trump vừa mới thông báo là ba cơ quan vùng vịnh, tôi không biết là ba cơ quan nào, chỉ biết là một cái, trong đó có cái phi trường quốc tế San Francisco, và hai cơ quan khác thì viết tắt quá chúng tôi không biết, nhưng mà ba cơ quan này sẽ nhận được 700 triệu để kích thích nền kinh tế phát triển. Và 700 triệu này thưa quý vị không phải là số tiền mới tạo ra, mà nó nằm ở trong cái đạo luật hỗ trợ cứu trợ và an ninh kinh tế CARE của coronavirus, nhưng bây giờ bắt đầu tự có hiệu lực, và trong 1-2 ngày tới thì ba cơ quan này sẽ nhận được 700 triệu đô la. Với cái số tiền này thì có lẽ là những cơ quan và giao thông vận tải của San Francisco sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, đem lại cái sự tin tưởng của dân chúng để đối phó với nạn dịch coronavirus. Dạ, và quay trở lại cũng là tin về cái sự giúp đỡ cho những người mà chịu thiệt hại của COVID-19 đó, thì cư dân của Orange County bị thất nghiệp có thể có cơ hội để xin trợ cấp 800, và như sinh viên của trường OCC, tức là Orange Coast College, có thể nhận được 500 cho đến 1.200 mỗi sinh viên. Thưa quý vị, cư dân của Orange County bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch có thể xin trợ cấp thêm 800 đồng trong một ngân khoản của tiểu bang. Đó là bản tin được đăng trên tờ OC Register vào ngày 18 tháng 5. Chính quyền của Orange County sẽ dùng 900.000 từ tiền quỹ huấn luyện việc làm từ cơ quan phát triển việc làm để giúp cho 1.500 cư dân gặp khó khăn về tài chính. Tức là chỉ có 1.500 người nào apply thì sẽ được giúp đỡ trước, và những người nộp đơn có thể xin được 800 để trả tiền cho chi phí nhà cửa, điện nước v.v. Trường đại học OCC thì sẽ nhận được 9,2 triệu, nha quý vị, 9,2 triệu luôn, để mà giúp cứu nguy kinh tế theo đạo luật CARES. Khoảng 4,5 triệu sẽ giúp thẳng đo cho các sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Như vậy là những em sinh viên nào đang học tại trường OCC có thể làm đơn để mà xin được từ 500 cho đến 1.200. Theo thông báo của trường cho biết sẽ phân bổ tiền cho các sinh viên trong thời gian tới, và số tiền mỗi sinh viên nhận được dựa trên tình trạng tài chính cũng như số unit ghi danh. Cái này không cần apply luôn, mà trường tự động. Không cần apply, trường tự động phát. Nhưng mà dựa trên cái unit học của các em, những em nào học 12 unit trở lên trong hoàn cảnh cần giúp đỡ thì sẽ nhận được 1.200. Gặp ngân thẳng luôn là nhiều nhất. Rồi còn nhận chuyển khoản qua luôn Bank Mobile, tức là các em nào mà có cái app của Bank là dùng gì chuyển qua luôn. Rồi những sinh viên nào mà ghi danh từ 6 đến 12 unit thôi, tức là sinh viên bán thời gian, thì sẽ nhận được sự giúp đỡ tài chính được khoảng 750 đồng. Cũng qua cái chương trình Mobile Bank. Rồi những sinh viên nào trọn thời gian ảnh hưởng bị đại dịch thì cũng sẽ nhận được khoảng từ 500, và có thể là nhận được từ Bank Mobile hay là từ những tấm check. Tức là những sinh viên tại trường OCC có cơ hội để được sự giúp đỡ từ trường học, tại vì đây là ngân khoản đến từ cái quỹ CARES đó. Và đó thì sẽ nhận được tổng cộng cái quỹ này trường nhận được là 4,2 tới 9 triệu 2, nhưng mà sẽ chi ra 4,5 triệu cho sinh viên của mình. Thưa quý vị, đó là một cái tin rất là vui, và cái tin này không những là chỉ là giúp đỡ cho những học sinh mà có một cái sự chi
chi dùng trong cái thời gian này, nhưng mà đồng thời cũng là một cái phương pháp mà kích thích cái kiến thức của dân Mỹ. Tức là khi mà các sinh viên học sinh mà đã được có một số tiền ổn định tương đối, họ cảm thấy là họ vui vẻ trong vấn đề học hành hơn. Đây là một ưu điểm của nước Mỹ thưa chứ quý vị. Vừa học vừa lo chắc học không nổi. Thì cứ vừa học mà vừa lo cái bụng đói là học không nổi rồi. Và thêm một điều nhân tiện cũng nói cũng nói thêm là một số những sinh viên mà đã học cái nên học trong thời gian vừa qua mà bị trường đóng cửa đó, có thể xin đòi lại số tiền, đòi lại refund. Dạ, refund. Refund. Đúng rồi, có nhiều sinh viên đã được refund. Sinh viên nên đòi lại refund cái số tiền bị đóng, vì trường đóng cửa không học tiếp được, cứ refund 100%. Còn Mỹ Linh nhắc lại là những người cư dân của Orange County mà quý vị có thể xin Orange County để xin thêm tiền thất nghiệp là 800 đó, thì quý vị nhớ tìm hiểu thêm trên website của Orange County nha quý vị, để mình apply. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ tới cái phần tin và California của chúng ta đã chuẩn bị để mà tái mở cửa, nhưng mà tái mở cửa sâu rộng hơn, nhưng mà chỉ có 53 trên 58 quận hạt sẽ được đủ điều kiện để mà bước vào cái giai đoạn này. Thứ nhất đó là các quận hạt đó là tình trạng nhập viện không quá 5% và không tổng số không quá 20 bệnh nhân trong 7 ngày. Điều thứ nhất, thứ hai mới là không quá 25 ca nhiễm virus trên 10.000 người dân, hoặc là tỷ lệ xét nghiệm dương tính thấp hơn 8% trong 14 ngày qua. Và thứ ba là phải chuẩn bị, đấy nhất là phải có 15 nhân viên cho những người nhiễm trên 100.000 dân, 15 nhân viên trên 100.000 dân. Và thứ tư là cái điều này cũng là đúng như là một biện pháp quân sự, là có khả năng rút lui. Tức là trường hợp mở cửa vô mà nếu mà thấy có gì trở ngại thì lập tức phải rút lui liền, đóng liền. Đó là một cái chiến thuật mới, cũng là vui cho cái dân California thì có rất nhiều người sẽ được mở cửa lại, nhưng mà cũng mở cửa trong thận trọng. Đặc biệt là Los Angeles, tôi nghĩ là có lẽ là cái quận này cũng chưa được mở cửa đâu, tại vì số người chết rất là đông. Los Angeles là tới ngày 4 tháng 7 mới được mở cửa. Los Angeles là họ đã thông báo ngày hôm nay là tới ngày 4 tháng 7 thì mới được mở cửa dần dần thôi. Phải qua đến tháng 7 là. Nếu quý vị mà đã ở trên Los, quý vị thấy là cái tình trạng mà dân số trên đó đông quá, mà nhà cửa rất chật hẹp, những nhà cửa trên lốt nó không có rộng rãi bằng quận Cam đâu. Đường cũng nhỏ xíu, xong sát nhau. Xong rồi trên đồi trên ấy thì không, mà mình tưởng tượng lại thấy giống New York, còn lại tưởng tượng thấy không có giống New York. Rất là chật chội lắm, mà đường đi lại cũng rất là chật chội, thành ra có lẽ đó là một cái nguyên nhân làm cho số người nhiễm và tử vong ở trên đó rất cao. Có lẽ là cái này tới tháng 7 hả? Ngày 4 tháng 7 mới được mở cửa. Kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị.